đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Campuchia thẳng tiến vào bán kết. Lượt trận thứ ba bảng B AFF Cup 2020 chứng kiến cuộc đối đầu của hai đội bóng yếu nhất bảng là Campuchia và Lào. Những chiến binh xứ chùa tháp sau đó là đội chơi ấn tượng hơn và hạ gục Lào với tỷ số 3-0 nhờ cú đúc của Chan Van Thanaka và pha lập công của Siang Chatea. Đây là trận thắng đầu tiên thầy trò Honda tại giải đấu lần này. Mặc dù bị đánh giá là yếu bậc nhất bảng, thế nhưng công bằng mà nói thì đội bóng xứ Angkor đã chơi tương đối lấn lướt trước Lào họ kiểm soát bóng tới 65%, tung ra tổng cộng 18 tình huống dứt điểm, 8 trong số đi trúng cầu môn và 3 bàn thắng. Campuchia thắng là hoàn toàn xứng đáng, thế nhưng Lào cũng chẳng thể trách ai khi mà chính họ đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn 10-10. Trong cơn ngây nhất chiến thắng và sự tự tin có phần thái quá, ông Ryu Hirose, cộng sự của huấn luyện viên Honda tại đội tuyển Campuchia, đã cao giọng tuyên bố sẵn sàng chơi sòng phẳng trước Việt Nam. Chúng tôi muốn tiếp tục đi lối chơi, kiểm soát bóng và ghi bàn thật nhiều dâng cao sức ép bất kể đối thủ có là ai đi chăng nữa. Campuchia sẽ tiếp tục lối chơi đó trong trận đấu cuối cùng với Việt Nam. Ngay lập tức những phát biểu có phần ngạo mạn của Rio Horise khiến cho người ta nhớ lại trận đấu 3 năm về trước tại AFF Cup 2020. Thời điểm ấy, thầy trò ông Park đã gây bất ngờ khi bị Myanmar cầm hòa 0-0 ở trận đấu áp chót. Campuchia cũng vì thế mà được fan cao giọng và có phần tự tin thái quá trước lần đụng độ ở lượt đấu cuối cùng. Kết quả, sự tự tin ấy đã phải trả giá bằng trận thua phơi áo 0-3 trước Việt Nam. Những cầu thủ lập công lần lượt là Tiến Linh, Quang Hải và Phan Văn Đức tiếp đà thăng hoa đội tuyển Việt Nam hạ nốt Philippines và Malaysia. Sau đó để đăng quang ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục sau 10 năm đợi chờ trước thềm diễn ra cuộc đấu với Campuchia đội tuyển Việt Nam đã gặp phải một rào cản khá khó chịu với lối chơi rắn và thô bạo mang tên Indonesia. Việc dồn quân về chơi tử thủ trước khung thành của Indo khiến cho các đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam không đạt được sự hiệu quả cần thiết, mặc dù đã kiểm soát bóng 60%, dứt điểm tổng cộng 21 pha và kiếm về 7 quả phạt góc, thế nhưng chừng ấy là không đủ để thầy trò ông Park bắn hạ mảnh lưới đang được bu kín bởi các cầu thủ Indonesia lối chơi phòng ngự số đông cộng thêm ít nhiều tiêu cực trong cách đá của indonesia đã khơi gợi ra một vài ý mở cho campuchia ở trận đấu với việt nam tới có lẽ cũng bởi thế mà các huấn luyện viên của nhà vua tự xưng này lại mạnh dạn như thể dễ dàng hạ gục đội tuyển việt nam xét một cách công bằng và tương quan lực lượng giữa hai bên thì campuchia chắc chắn không thể so sánh sòng phẳng với việt nam nhất là lại chơi kiểu xanh chín như ryu horise tuyên bố thậm chí thứ triết lý mà họ gọi là kiểm soát bóng hay áp lực toàn phần như đã thể hiện trước lào khó lòng mà đem ra thực thi khi mà đối thủ của họ đang là những cái tên hàng đầu khu vực không những thế việc được chui rèn tại các trận đấu ở vòng loại ba world cup đã giúp cho đội tuyển việt nam dạn dày hơn và một đối thủ như campuchia khó lòng kiếm tìm hy vọng nếu đội tuyển xứ Angkor muốn có điểm trước Việt Nam thì lối chơi phòng ngự phản công có thể sẽ được áp dụng. Thế nhưng việc đội bóng này có thể duy trì cường độ và sự tập trung theo kiểu tử thủ như Indonesia hay không lại là chuyện hoàn toàn khác hơn hết từ yếu tố về mặt con người lẫn tư duy tổ chức lối chơi của Campuchia gần như là không có gì đặc sắc. Bởi vậy, nên việc tìm ra một đấu pháp phù hợp cho cuộc đối đầu nhà vua thực sự của Đông Nam Á hứa hẹn sẽ khiến huấn luyện viên Honda phải đau đầu. Ấy là còn chưa kể phương án chơi đôi công với đội tuyển Việt Nam. Động thái đó chẳng khác nào gieo mình xuống vực của đội tuyển xứ Angkor hơn hết đội tuyển việt nam vẫn sẽ cần phải thận trọng trước một đối thủ không có gì để mất như campuchia việc tính toán một hiệu số tốt để tranh chấp ngôi đầu bảng b với indonesia trong trường hợp đội bóng này có điểm trước mã lai và bảo toàn đôi chân các cầu thủ nên là phương án quan trọng hàng đầu